Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tiết mục giới thiệu văn bản pháp luật, chúng tôi giới thiệu nội dung luật đấu thầu. Tiếp đến như thường lệ là tiết mục trả lời thư của bạn xem đài, sau cùng có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đấu thầu, luật quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu, hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Theo đó, luật đấu thầu đã cắt bỏ một số thủ tục thẩm định phê duyệt ở cấp trung gian, bổ sung quy định cho phép triển khai trước một số hoạt động đấu thầu. Chỉ quy định thời gian tối thiểu để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, đồng thời quy định thời gian tối đa để người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, đăng tải các thông tin trong đấu thầu. Bổ sung quy định về kết nối, chia sẻ thông tin giữa hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các cổng thông tin điện tử, hệ thống khác nhằm rút ngắn thời gian lập hồ sơ dự thầu của nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của chủ đầu tư. Về các hình thức lựa chọn nhà thầu, luật bổ sung một số trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn quan trọng cấp bách và một số trường hợp mua sắm đặc thù khác. Về lựa chọn nhà đầu tư, các quy định về lựa chọn nhà đầu tư, luật này quy định về các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư, ký kết thực hiện hợp đồng. Về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, luật đã quy định chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Về hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, luật đã bổ sung thêm mục đích của hành vi trong quy định cấm hành vi thông thầu, bổ sung quy định cấm hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu như đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. Về hoạt động đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, luật đã dành riêng chương 5 để quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở y tế công lập trong việc quyết định mua sắm thuốc, thiết bị y tế như giao cho các cơ sở y tế công lập tự quyết định việc mua thuốc ngoài danh mục thuốc chi trả của bảo hiểm y tế, mua vaccine để tiêm chủng theo hình thức dịch vụ, cho phép cơ sở y tế công lập được quyết định lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu mua sắm từ nguồn vốn vay, trừ vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, vốn vay lại từ vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tạo thuận lợi cho hoạt động mua thuốc, thiết bị y tế có tính đặc thù, phù hợp với hoạt động chuyên môn của ngành y tế như cho phép chỉ định thầu để mua thuốc, thiết bị y tế trong trường hợp cấp cứu người bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân, áp dụng mua sắm tập trung đối với các loại thuốc hiếm có số lượng sử dụng ít, cho phép hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ thiết bị y tế từ một nhóm quốc gia cụ thể để mua được thiết bị có chất lượng tốt, cho phép áp dụng đàm phán giá đối với gói thầu mua biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu, gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chỉ có một hoặc hai hãng sản xuất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với tiết mục hộp thư truyền hình. Khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là em Nguyễn Văn Thành ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Em là sinh viên, gia đình thuộc hộ nghèo. Xin hỏi sinh viên được vay vốn để học tập là bao nhiêu? Lãi suất vay thế nào? Em Thành thân mến, theo quyết định số 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên được sửa đổi theo quyết định số 05/2022 quy định như sau. Mức vay vốn tối đa là 4 triệu đồng một tháng trên một học sinh sinh viên. Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo dùng, nhưng không vượt quá mức cho vay quy định tại khoản 1 điều này. Khi chính sách học phí của nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động, Ngân hàng Chính sách Xã hội thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay. Quyết định số 157/2007 của Thủ tướng về tín dụng đối với học sinh sinh viên còn được sửa đổi bởi quyết định 853 quy định về lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh sinh viên là 0,65% một tháng,
lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Quy định số 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên còn được sửa đổi bởi quyết định 05/2022 quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau. Trong thời hạn phát tiền vay, đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi. Lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn và được thống nhất trong hợp đồng tín dụng. Như vậy, sinh viên hiện nay được vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng trên một sinh viên. Lãi suất áp dụng và việc trả khoản vay vốn sinh viên được thực hiện theo các quy định nêu trên. Tiếp theo, chúng tôi trả lời thư của bạn Phạm Thu Hương ở xã Long Điền, huyện Đông Hải. Thư bạn hỏi: Tôi làm việc tại công ty cũ được 40 tháng nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau đó tôi chuyển làm việc ở công ty mới được 4 tháng thì nghỉ việc. Tôi vẫn tham gia bảo hiểm, không bị ngắt quãng. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Bạn Hương thân mến, Điều 45 Luật Việc Làm quy định, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối chiếu với quy định nêu trên và theo nội dung thư bạn trình bày thì bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 44 tháng. Tuy nhiên, bạn không cung cấp cụ thể về diễn biến quá trình đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn. Nên theo quy định tại Điều 49 Luật Việc Làm, trường hợp của bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau. Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động nếu làm việc theo hợp đồng lao động có từ 12 tháng trở lên, hoặc trong thời gian 36 tháng nếu làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ, hoặc theo công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng. Anh Trần Văn ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, thư anh trình bày: Tôi vừa ký hợp đồng lao động thời vụ với một công ty thời hạn 3 tháng. Vậy trường hợp của tôi làm việc thời vụ thì có được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp hay không? Anh Văn thân mến, pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ công chức viên chức, sau đây gọi chung là người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Điều 43 Luật Việc Làm năm 2013 còn quy định người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tài khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, nếu anh làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng thì sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi theo thư yêu cầu của chị Nguyễn Thùy Mai ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Thư chị hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn đã gần 20 năm và chung sống với cha mẹ chồng. Hiện nay vợ chồng có mâu thuẫn không thể sống chung với nhau được nữa và chúng tôi cũng đã có đơn ly hôn gửi tòa án. Xin hỏi vợ chồng khi ly hôn mà sống chung với gia đình thì việc chia tài sản được xử lý như thế nào? Chị Mai thân mến, Điều 61 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình như sau. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được, thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình, căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.
Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần, thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được tách ra từ khối tài sản chung để chia theo quy định tại Điều 59 của luật này. Như vậy, việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn mà chung sống với gia đình được thực hiện theo quy định nêu trên. Liên quan đến việc nhận nuôi con nuôi, bạn Nguyễn Quang Thành ở xã Hưng Thành của Vĩnh Lợi hỏi. Theo tôi được biết thì tất cả mọi người đều nhận nuôi con nuôi nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy trường hợp nhà sư có được nhận nuôi con nuôi hay không? Bạn Thành thân mến, Điều 14 Luật Nuôi Con Nuôi năm 2010 quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi, có tư cách đạo đức tốt. Những người sau đây không được nhận con nuôi. Đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, đang chấp hành hình phạt tù, chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên, vi phạm pháp luật, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật không cấm hay hạn chế nhà sư không được phép nhận con nuôi. Nếu muốn nhận nuôi trẻ thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để nhận con nuôi theo pháp luật quy định. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của chị Nguyễn Hồng Thủy ở phường 1, thị xã Giá Rai. Thư chị hỏi. Tôi có căn nhà cho thuê với mức giá là 7 triệu đồng một tháng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Chị Thủy thân mến, khoảng 3 điều 1 thông tư số 100/2021 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định. Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng một năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch. Như vậy, nếu chị chỉ có cho thuê nhà mà doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng một năm trở xuống thì không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Anh Nguyễn Văn Hoàng ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, thư anh hỏi. Năm 2021, cha tôi có làm thủ tục tặng cho tôi một căn nhà tại thành phố Bạc Liêu. Đầu năm 2022, ông ấy bệnh nặng và qua đời, để lại nhiều tài sản nhưng không có di chúc. Vậy, trường hợp tôi đã được cha cho tài sản trước khi mất, thì nay có được quyền hưởng thừa kế di sản của cha tôi để lại nữa hay không? Anh Hoàng thân mến, yêu cầu của anh được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Trả lời thư của anh Nguyễn Văn Hoàng. Theo quy định tại Điều 621 Bộ Luật Dân sự 2015, thì anh không thuộc một trong các trường hợp những người không được hưởng quyền di sản, hưởng quyền hưởng di sản, cũng không có giấy tờ nào thể hiện ý chí của cha anh về quyền sử dụng di sản thừa kế của anh. Nếu trong hợp đồng tặng cho mà cha anh cho nhà trước đây, năm 21, thì cha anh có ghi điều kiện ràng buộc về trách nhiệm nghĩa vụ nào đó, gọi là hợp đồng tặng cho có điều kiện, mà điều kiện đó liên quan đến việc anh không được đòi hỏi thêm hay tranh chấp gì với anh em tài sản thuộc quyền sở hữu của ông sau này. Nếu như có như vậy đó, thì anh không được hưởng quyền thừa kế mà tài sản của cha anh để lại. Trường hợp hợp đồng tặng cho là không có quy định ràng buộc điều kiện hay nghĩa vụ gì thì anh vẫn được quyền hưởng di sản thừa kế do cha anh chết để lại theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.